Arsenal tiếp tục giành được 3 điểm trong cuộc chạm trán với đối thủ vô cùng khó chịu là Newcastle trên sân nhà Emirates. Chiến thắng này thể hiện sự vượt trội của Arsenal so với đối thủ mà họ phải nhận thất bại trận lượt đi. Một trong những cái tên chơi hay nhất trong trận đấu này không ai khác ngoài thần cò Jorginho. Arsenal bước vào trận đấu này với tâm thế khá khó chịu khi thất bại với tỷ số 0-1 tại hang rồng Raga của Porto. Trận đấu đó, Saka cùng những người đồng đội thi đấu với tâm lý khá ức chế với những pha thổi còi liên tục của trọng tài. Nhưng dù sao họ cần phải quên đi thất bại đó để hướng tới trận đấu với Newcastle vì pháo thủ vẫn đang cạnh tranh quyết liệt với Liverpool và Man City cho cuộc đua đến ngôi vô địch. 20 phút đầu tiên cho thấy sự vượt trội của đội chủ nhà. Họ liên tục ép sân Newcastle đến nghẹt thở. Những Saka hay Rice liên tục tung ra những pha dứt điểm đe dọa đến khung thành của Loris Karius. Tạo ra sức ép đến nghẹt thở như vậy, không sớm thì muộn bàn thắng cũng sẽ đến với Arsenal. Phút 18, Gabriel có pha đánh đầu trong vòng 5m50, nhưng Karius đã xuất sắc cản phá được. Không may cho thủ môn người Đức, khi trái bóng văng ra và lăn, lập bập sự vô duyên của Sven Botman khiến Newcastle phải nhận bàn thua với pha phản lưới nhà của trung vệ người Hà Lan. Nếu bàn thắng đầu tiên dựa một chút vào may mắn, thì pha lập công thứ hai thể hiện sự xuất sắc của đội chủ nhà, đặc biệt là vị trí của Jorginho. Tiền vệ người Italia tung ra đường chọc khe bổng cho đà băng xuống vừa vặn của Martinelli. Cầu thủ người Brazil sau đó căng ngang vào trong cho Kai Havertz dễ dàng đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0 cho Arsenal. Mặc dù không đóng góp kiến tạo hay ghi bàn cho pha lập công thứ hai của đội chủ nhà, nhưng phải nói rằng Jorginho là cầu thủ chơi hay nhất trong pha bóng này. Cầu thủ 32 tuổi thể hiện nhãn quan chiến thuật vô cùng xuất sắc. Chỉ cần vài giây trên sân, Jorginho đã quan sát được pha chạy chỗ không bóng của Martinelli và ngay lập tức tung ra đường truyền vô cùng tinh tế cho tiền đạo 22 tuổi. Nó vừa vặn và chuẩn xác đến từng centimet. Bàn thắng sau đó của Kai Havertz đã kết thúc cho pha phối hợp 10 điểm của cầu thủ Arsenal. Trong những phút còn lại không có quá nhiều khác biệt khi Arsenal tiếp tục là đội nắm thế chủ động. Họ ghi được thêm 2 bàn thắng nữa nhờ các pha lập công của Bukayo Saka và Jacob Kiwior để tỷ số giờ đây đã là 4-0. Các vị khách Newcastle cũng có bàn thắng danh dự nhờ công của cựu cầu thủ Arsenal Joe Willock khép lại chiến thắng rộn rã 4-1 cho đoàn quân huấn luyện viên Mikel Arteta. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong trận đấu này thuộc về Jorginho, dù không trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo, nhưng tầm ảnh hưởng của cầu thủ người Italia lên lối chơi của Arsenal là chẳng thể bàn cãi. 89 phút có mặt trên sân, anh chạm bóng 108 lần, tung ra 102 đường truyền với tỷ lệ chính xác lên đến 89%. Jorginho còn tạo thêm một key pass và 2 đường truyền dài thành công. Màn trình diễn xuất sắc của Jorginho khiến nhiều người đặt nghi vấn lên Arteta rằng tại sao ông không sử dụng tiền vệ người Ý ngay từ đầu trong cuộc hành quân đến sân của Porto tại Champions League vào giữa tuần. Trong một thế trận bế tắc như vậy thì những đường truyền mang tính sáng tạo của Jorginho hoàn toàn có thể tạo ra bước ngoặt của trận đấu. Rai dù rất hay nhưng cựu đội trưởng West Ham vẫn còn thiếu đi khả năng truyền bóng dài như Partey hay là Jorginho. Đến với Arsenal với tư cách là bản hợp đồng dự bị cho Declan Rice, nhưng Jorginho đang ngày càng chứng minh được năng lực của bản thân như trong khoảng thời gian anh khoác áo Chelsea. Kể từ khi Partey dính chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu trong khoảng thời gian dài, Jorginho đã tận dụng cơ hội quý như vàng để khẳng định rằng anh vẫn còn đủ khả năng chơi bóng tại giải Ngoại Anh và chứng minh tại sao anh lại trở thành nhân tố quan trọng trong hành trình đi đến chức vô địch Euro 2021 của đội tuyển Italia. Jorginho không phải lúc nào cũng được đá chính. Bằng chứng là anh chỉ có 6 lần xuất phát từ đầu tại giải Ngoại Anh và chỉ có thời lượng thi đấu trung bình 38 phút mỗi trận. Nhưng mỗi khi có anh ở trên sân, các fan của Arsenal có thể cảm thấy yên tâm về nỗi nhớ Partey. Còn nhớ về pha sai lầm của Jorginho trong trận derby Bắc London với Tottenham khiến Arsenal phải nhận trận hòa 2-2. Ai cũng nói rằng Jorginho đã già rồi, anh không còn phù hợp để chơi bóng tại môi trường như Ngoại Anh. Chính tiền vệ 32 tuổi sau đó cũng đã thừa nhận sai lầm của mình trên trang Instagram cá nhân. Anh hứa với các corner rằng mình sẽ trở lại thật mạnh mẽ trong những trận đấu tiếp theo. Nói là làm, Jorginho đã chứng minh rằng bản thân mình không phải là một kẻ nói suông. Kể từ sai lầm đó, Jorginho thi đấu càng ngày càng hay hơn và tìm lại được phong độ đỉnh cao của mình. Thậm chí anh còn được huấn luyện viên Mikel Arteta giao cho tấm băng thủ quân trong khoảng thời gian Martin Odegaard và Gabriel Jesus dính chấn thương. Jorginho không cần ghi bàn hay kiến tạo bởi đó không phải là nhiệm vụ mà ông thầy người Tây Ban Nha giao cho. Anh chỉ cần kiểm soát bóng ở tuyến giữa, trở thành mối liên kết giữa thủ và công, chỉ bấy nhiêu đó là đủ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Jorginho được người ta gọi là phát thanh viên của Arsenal. Anh liên tục chỉ đạo, động viên hay la hét cầu thủ phải thi đấu nhiệt hơn nữa nhằm mang lại kết quả có lợi cho đội bóng. Dù không tới mức thù địch như giữa Tottenham và Arsenal, nhưng mối quan hệ giữa Chelsea và Arsenal cũng không được các fan cảm thấy dễ chịu.
khoảng thời gian đầu khi mới chuyển sang đầu quân cho đội chủ sân Emirates. Không có quá nhiều người ủng hộ quyết định này, đặc biệt là các cổ động viên, bởi trên thực tế họ mong muốn những cái tên trẻ khỏe hơn là một ông già đã ngoài 30 tuổi. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, những gì mà nhà vô địch Euro đang làm đã chứng minh được số tiền mà ban lãnh đạo Arsenal bỏ ra để có được anh là vô cùng xứng đáng, đặc biệt là trong màn trình diễn với Liverpool mới đây. Jorginho và Rice đã kết hợp cùng nhau làm tê liệt tuyến tiền vệ của The Kop, góp công ở chiến thắng 3-1 của Arsenal và đưa họ quay trở lại đường đua vô địch. Màn trình diễn của Jorginho trước Newcastle là vô cùng xuất sắc. Anh thi đấu bình tĩnh, quan sát đối thủ và hướng di chuyển của đồng đội trước khi tạo ra những đường truyền chính xác, mở ra các cuộc tấn công cho Arsenal. Phát biểu sau trận đấu, tiền vệ 32 tuổi cho biết: "Chúng tôi đã thi đấu rất tốt trong trận đấu này, cầu thủ đã có màn trình diễn tuyệt vời và 3 điểm là điều hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực của cả tập thể Arsenal. Tôi rất vui vì mình đã đóng góp một phần nhỏ bé vào chiến thắng của đội bóng. Tôi đã không còn trẻ và sung sức như trước đây, nhưng tôi thích cảm giác trở thành những người bị thua thiệt. Hãy để cho những cầu thủ trẻ lên tiếng và tỏa sáng nhiều hơn. Chúng tôi cần phải khiêm tốn, tiếp tục luyện tập chăm chỉ và tin tưởng lẫn nhau để hướng tới chức vô địch của đội bóng." Những phát biểu khiêm tốn của Jorginho cho thấy nhân cách trong con người của cầu thủ người Italia là lớn đến nhường nào. Chính tuổi tác đã khiến anh không còn tỏa sáng như trước nữa. Thay vào đó, anh đóng góp thầm lặng và tạo điều kiện để những cầu thủ trẻ, khỏe hơn như là Saka hay Martinelli tỏa sáng và mang những vinh quang về cho đội bóng. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Mikel Arteta cũng dành rất nhiều lời khen cho Jorginho. Cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc. Những trận đấu mà đối thủ đã tính toán rất kỹ lưỡng, Jorginho sẽ lại càng thích. Theo suy đoán của tôi là như vậy, Jorginho có thể biến những tính toán của đối thủ để trở thành lợi thế và hóa giải chúng. Mỗi cầu thủ chúng ta, không ai có thể thi đấu tốt mãi được. Mỗi lần Jorginho cảm thấy không ổn, hãy khen và động viên cậu ấy. Ngay lập tức Jorginho sẽ thi đấu hay trong những trận đấu tiếp theo. Tác động của cậu ấy lên chiến thắng này là rất lớn. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của Jorginho. Phải nói rằng vị thế của cầu thủ mang áo số 20 tại sân Emirates đang ngày càng được nâng cao. Trong bối cảnh mà Thomas Partey dính chấn thương liên miên và tương lai cũng không quá ổn định, thì các cổ động viên pháo thủ hoàn toàn có thể đặt chọn niềm tin lên đôi vai của cựu cầu thủ Chelsea. Từ đây đến khi mùa giải khép lại, Arsenal vẫn còn hai đấu trường nữa cần phải chinh chiến là Ngoại Anh và Champions League. Dù họ không phải là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, nhưng với những gì mà đội bóng đang làm được xuyên suốt những trận đấu qua, các Gunners hoàn toàn có thể nghĩ về những điều kỳ diệu nhất sẽ xảy đến với đội bóng. Nói không ngoa, khi Jorginho đang là một trong những nhân tố quan trọng nhất của đội bóng Bắc London, những màn trình diễn trong các trận đấu tiếp theo của anh sẽ có tác động rất lớn đến với khả năng vô địch của Arsenal. Hãy cùng chờ đợi xem thân con người Ý sẽ còn mang đến những điều ấn tượng nào cho đội bóng ở khoảng thời gian nhạy cảm như lúc này.